Netizen gục ngã trước học vấn và visual nam thần của dàn thí sinh dự thi Mr. World Việt Nam 2024. Sau khi những tấm hình profile của dàn thí sinh được Mr. World Việt Nam 2024 đăng tải, netizen đã ngay lập tức choáng ngợp trước những visual nam thần cùng với học vấn đỉnh chóp của các nam nhân. Thí sinh Lê Anh Tuấn, sinh năm 2000, đến từ Hưng Yên, có thành tích 12 năm liền học sinh giỏi, IELTS 7.5. Thí sinh này tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện là CEO và founder trung tâm Anh ngữ TIM Edu, đang theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Thí sinh Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 2000, đến từ Thái Nguyên. Nói về sự toàn diện từ hình thức đến nội dung thì Ngọc Hưng có profile nổi bật nhất. Anh chàng cũng đã từng lọt top những cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho sinh viên Đại học Y Hà Nội, đặc biệt được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam năm 2021. Một trong những thí sinh viral nhất tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Công Vinh, sinh năm 1999, đến từ Tây Ninh, từng đoạt Á vương nét đẹp sinh viên Đại học Văn hiến năm 2019, có chứng chỉ tiếng Trung HSK5. Thí sinh Nguyễn Thanh Trí, sinh năm 1997, Bình Dương. Đây cũng là một trong những thí sinh được đánh giá mạnh. Ngoài ngoại hình sáng chói cả mắt, anh chàng từng đoạt giải nhất đánh thức vẻ đẹp nam tính 2019, quán quân Nam Vương Thanh Lịch Bình Dương 2020, Á quân Thanh Lịch Bình Dương 2022.